Do nhân duyên khác ái vọng tưởng này, nói lời giả dối, đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về tướng của tưởng. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của tưởng? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết về tưởng khi sanh không từ đâu đến, khi diệt cũng không đi về đâu, tuy không đến không đi mà tương ưng sanh diệt. Đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của tưởng. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về chân như của tưởng? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết chân như của tưởng không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh nó là chân thường, không hư dối, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về chân như của tưởng. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về tướng của hành? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết về hành như cây chuối, lột bỏ từng bẹ, không thật có. Đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về tướng của hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của hành? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết về hành, khi sanh không từ đâu đến, khi diệt cũng không đi về đâu, tuy không đến không đi mà tương ưng sanh diệt. Đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về chân như của hành? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết chân như của hành không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh nó là chân thường, không hư dối, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về chân như của hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về tướng của thức? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết về thức, giống như việc huyễn hóa do nhiều duyên hòa hợp giả lập mà có, thật nhưng bất khả đắc, như nhà ảo thuật hay học trò của ông ở nơi ngã tư đường, hóa ra làm bốn đội quân, đó là quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, hoặc hiện ra các loại màu sắc, tướng của nó tuy giống nhau, có nhưng không thật. Thức cũng như vậy, thật nhưng bất khả đắc, đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về tướng của thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của thức? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết về thức, khi sanh không từ đâu đến, khi diệt cũng không đi về đâu, tuy không đến không đi mà tương ưng sanh diệt. Đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về sự sanh diệt của thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát như thật biết về chân như của thức? Nghĩa là Đại Bồ Tát như thật biết chân như của thức không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh nó là chân thường, không hư dối, không biến đổi, nên gọi là chân như. Đây gọi là Đại Bồ Tát như thật biết về chân như của thức. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 12 xứ? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thật biết nội xứ, tự tánh nội xứ không, như thật biết ngoại xứ, tự tánh ngoại xứ không? Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 12 xứ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 18 giới? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thật biết nhãn giới, tự tánh nhãn giới không, nói rộng cho đến như thật biết ý thức giới, tự tánh ý thức giới không? Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 18 giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 4 thánh đế? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thật biết tướng khổ là bức bách, như thật biết tướng tập là sanh khởi, như thật biết tướng diệt là vắng lặng, như thật biết tướng đạo là xa lìa, lại như thật biết tự tánh khổ tập diệt đạo vốn không xa lìa, hai pháp gọi là thánh giả. Khổ đế vân vân, lý bốn đế tức là chân như tức là khổ vân vân, lý bốn đế không hai không sai khác, chỉ có bậc thánh chân mới như thật biết được. Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 4 thánh đế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học 12 duyên khởi? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thật biết tự tánh vô minh cho đến lão tử không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, vốn không xa lìa hai pháp?
Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học 12 duyên khởi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đều vô tự tánh, đều bất khả đắc mà được an trụ. Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đều không hí luận, không phân biệt, nhưng được an trụ. Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học bố thí Ba La Mật Đa cho đến vô lượng vô biên Phật Pháp? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết bố thí Ba La Mật Đa cho đến vô lượng vô biên Phật Pháp, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không tự tánh, bất khả đắc, nhưng có thể tu tập. Đây gọi là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học bố thí Ba La Mật Đa cho đến vô lượng vô biên Phật Pháp. Lúc ấy thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật biết sắc vân vân các pháp đều riêng biệt không xen tạp, thì làm sao Thế Tôn đem pháp sắc vân vân làm hư hoại chân như pháp giới? Vì sao? Vì pháp giới không hai không sai khác. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu lìa pháp giới mà có các pháp khác thì nói rằng pháp ấy có thể làm hoại pháp giới. Nhưng nếu lìa pháp giới mà không có các pháp khác, thì các pháp kia không thể làm hoại pháp giới. Vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn đều biết lìa pháp giới không có các pháp khác, đã biết các pháp không là pháp giới, cũng chẳng thể vì người khác mà lập bày giảng nói. Vì vậy nên pháp giới không ai có thể phá hoại được. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên học tướng pháp giới không hai, không sai khác và không thể phá hoại được. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát muốn học pháp giới thì nên học ở đâu? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn học pháp giới thì nên học nơi tất cả pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp đều thể nhập vào pháp giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì nói tất cả pháp đều thể nhập vào pháp giới? Phật dạy: Này thiện hiện, Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời thì các pháp vẫn thể nhập vào pháp giới, không có tướng sai khác, không do Phật nói. Vì sao? Vì pháp thiện hoặc pháp chẳng thiện, pháp hữu lậu hoặc pháp vô lậu, pháp thế gian hoặc pháp xuất thế gian, pháp hữu vi hoặc pháp vô vi, vân vân, tất cả pháp như vậy, không có pháp nào là không thể nhập vào pháp giới, tánh không, vô tướng, vô vi. Vậy nên, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, muốn học pháp giới nên học tất cả pháp. Nếu học tất cả pháp, tức là học pháp giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều nhập vào pháp giới không hai không riêng biệt, thì vì sao các Đại Bồ Tát phải học sáu pháp Ba La Mật Đa? Vì sao phải học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Vì sao phải học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo? Vì sao phải học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không? Vì sao phải học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ? Vì sao phải học thánh đế khổ tập diệt đạo? Vì sao phải học pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện? Vì sao phải học tám giải thoát cho đến 10 biến xứ? Vì sao phải học cực hỷ địa cho đến pháp vân địa? Vì sao phải học tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa? Vì sao phải học năm loại mắt, sáu phép thần thông? Vì sao phải học 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng? Vì sao phải học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả? Vì sao phải học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Vì sao phải học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Vì sao phải học thành tựu viên mãn 32 tướng, 80 vẻ đẹp? Vì sao phải học để sanh vào đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ?
Vì sao phải học sanh vào cõi trời tứ đại thiên vương cho đến trời tháp hóa tự tại? Vì sao phải học sanh vào cõi trời phạm chúng cho đến trời quảng quả? Vì sao phải học pháp sanh vào cõi trời vô tưởng hữu tình nhưng không muốn sanh vào cõi trời ấy? Vì sao phải học pháp sanh vào cõi trời tịnh cư nhưng không muốn sanh vào cõi trời ấy? Vì sao phải học pháp sanh vào cõi trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ nhưng không muốn sanh vào cõi trời ấy? Vì sao phải học sơ phát bồ đề tâm cho đến phát bồ đề tâm thứ 10? Vì sao phải học chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Vì sao phải học chánh tánh ly sanh của bậc Thanh Văn và Độc Tác?